Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là 10 giờ tối của ngày 19 tháng 1 năm 2022, và chúng tôi vừa mới bàn giao bức tranh đây là bức tranh quê xưa bằng gỗ gụ dài 2m53 cao 1m27 cho bác khách hàng ở Hà Tĩnh, thì bác nhờ xe đến lấy. Thì đây biển số xe, đây bổn số xe là 37C35622 đang đỗ ở phía trước cửa khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền đây. Bởi vì là bác nhờ lấy cho nên là đã hỏi rõ tên khách lái xe là anh Đông. Đây cái số điện thoại đây 0945093236 rất rõ ràng. Đấy, đây là cái hình ảnh để báo cáo đến quý khách hàng nhá. Cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Đồ Gỗ Đức Hiền, và mong các bác sau này có nhu cầu gì cứ điện về 0984666999. Cảm ơn các anh lái xe đã nhiệt tình về lấy hàng rất là muộn. À, ngoài cái tranh này ra thì đã chuyển cả cái bìa lịch lên cho anh nhá. Và còn buộc một cái túi bóng này, trong này nó có cả cái bu lông cho bác ấy nhá.